cả nhà. Hôm nay mình đặt hộp quà mà bác Nga mua cho mình nha. Wow, các bạn biết đây là gì không? Đây là bộ đồ chơi làm từ khủng long để tô màu. Trước tiên mình phải đọc qua hướng dẫn nè. Trên cái hộp người ta có hình minh họa cho mình rất là rõ nữa. Các bạn cũng có thể nhờ người lớn hoặc ba mẹ giúp cho mình nha. Đầu tiên mình sẽ đổ nước vào bột vào một cái khay. Sau đó mình trộn đều hỗn hợp lên. Bây giờ mình đổ vào cái khay như vậy nè, nhớ phải cẩn thận nha. Sau khi đổ xong các bạn cho nó khô trong vòng 50 phút nhé. Và sau khi chờ đợi thì ta da, thành quả của mình nè. Giờ thì phải lấy những cái phần bị dư ra, sau đó nhẹ nhàng tách mẫu ra khỏi khuôn. Wow, được một chú khủng long T-Rex, khủng long mà mình thích nhất luôn đó. Giờ thì cùng tô màu nào. Thành phẩm cuối cùng của mình nè. Các bạn có thấy đẹp không? Bạn nào cũng muốn gắn cái này vào tủ lạnh cho đẹp. Mình dán cái miếng đan này vào đằng sau nha. Các bạn thấy hay gì nhớ follow cho mình nhé. See you later.